tốt nghiệp, làm gì tiếp? Chắc hẳn các bạn đang cảm thấy rất áp lực trước một quyết định vô cùng hệ trọng. Chọn trường đại học nào, chọn ngành học nào đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai sắp tới. Công việc mà bạn sẽ làm sau khi tốt nghiệp có thể còn chưa xuất hiện. Vì vậy, thay vì đưa ra những lựa chọn vội vàng, hãy đặt cho bản thân mình những câu hỏi đúng đắn. Trái tim tôi rung động trước lĩnh vực học thuật nào? Tôi có khả năng gì? Tôi cần chuẩn bị những gì cho một tương lai đầy biến động? Hãy dành thời gian để khám phá bản thân, tìm hiểu nội lực, bồi đắp tri thức, rèn luyện những kỹ năng mà máy móc không thể nào thay thế được, để từ đó khai phóng bản thân, sẵn sàng làm chủ cho tương lai của chính mình. Kỳ tuyển sinh mùa thu năm học 2023 chính thức mở đơn vào ngày 29 tháng 8. Trường Đại học Fulbright tìm kiếm những cá nhân có năng lực học tập và có một trong những phẩm chất sau đây. Thứ nhất, ham học hỏi. Thứ hai, thích thử thách và sáng tạo. Và thứ ba, biết quan tâm đến người khác. Một trong những thay đổi lớn của năm học này là đối với những ứng viên không đề nghị nhà trường xét duyệt hỗ trợ tài chính thì sẽ có kết quả tuyển sinh từ rất sớm, chỉ chừng một tuần sau khi vòng phỏng vấn cá nhân kết thúc.